Ngày 20 tháng 12, lực lượng bảo vệ bờ biển Italia vừa mới cứu sống gần 200 người tị nạn Syria, trong đó gồm 39 trẻ em và hai phụ nữ đang mang thai từ một con tàu đang bị chìm trên vùng biển của quốc gia Địa Trung Hải. Con tàu mang theo những người tị nạn Syria bị chìm ở vị trí cách bờ biển Italia 130 dặm. Trước đó, Hải quân Hy Lạp đã cảnh báo trung tâm cứu hộ của lực lượng bảo vệ bờ biển Ý rằng có một chiếc tàu chở hàng chất đầy người tị nạn trên boong dường như đang gặp vấn đề. Con tàu khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ đem theo 194 người, bao gồm 39 trẻ em và 23 phụ nữ.